Con nhỏ này á là nó mới có 15 16 tuổi rồi. Chú ba đi xe ớt, chú ba gặp hay gì? Ừ. Dạ. Là mới có đâu khoảng chừng 7 8 giờ là đi rồi. Dạ. Đi soi mà đi bộ. Hồi đó soi không phải là như đèn pha như mình. Hồi đó đi bằng đèn khí đá. Dạ. Đèn khí đá là đèn xách tay đó chú ạ. Đèn xách tay đó mà cái bình nó là bình bằng gang nha. Dạ. Đó. Đốt cái đèn đó mới là mình làm cái chá tròn vậy nè. Dạ. Mình rồi mình đi bắt. Mà đó có cái chĩa. Có cái chĩa đó, dùng chĩa mà chĩa xì di nó nhỏ nó đâu bự. Dạ. Quải theo. Chĩa sợ búp á hả? Mình không qua đó làm cái chĩa ba vậy thôi, nhưng mà cái chĩa làm bằng cây cầu du nè. Chĩa ba đó. Nó đâu có bự mà nó đâu cứng. Dạ. Bởi vì mình đâm con ếch mình là coi như nhỏ nhỏ gì với lại nháy thôi. Mới đi. Đi lại cái mã con nhỏ đó đó, nó là nó con gái mà nó có chữa quan. Trời. Nó có chữa quan được mấy tháng rồi. Rồi chết luôn. Nó không phải nó tự nó chết, nhưng mà ông già mới ông điều tra, ông già nó điều tra, nó điều tra nó bây giờ mày có chữa mà mày ở với thằng nào, nó không có khai. Ông mới quýnh, ông quýnh cho mày khai mà mày không khai thì ông mới nghĩ quýnh, ông mới trói nó lại đó. Vì bà vợ của ông á là bà già của nó mới thấy gì mày mở trói ra nó uống thuốc. Mà hồi đó là chỉ có cái thuốc sâu thôi, thuốc cua á. Hồi xưa có thuốc sâu, hồi xưa là thuốc cua thôi chứ không có ngoài ra thuốc gì nữa hết. Nó uống rồi được, nó nằm nó ngồi dựa vô trong cái chỗ mà cái nhà đó đó, là bà già của nó là bán tập quá, bán giải, bán lớn lắm nha. Nhưng ngồi dựa đến chết, bà lo bà bán lu bu bà đâu có hay. Rồi tới chừng mà bà dòm thấy nó ngồi, mà nó ngồi kiểu này nè, mà nó chết, nó vừa nó dựa vô trong cái đống sạp mà giải rồi đó, để dựa nè, bà mới la lên thì nó chết rồi nó, cũng cỡ nó chết cỡ tiếng ngoài một hồ. Cái lúc đó là cô đó có bầu được mấy tháng vậy chú ạ? Nó 2-3 tháng gì rồi. Trời. Mà nó mới có 15-16 tuổi à. Đau lòng hả? Đó. Rồi mới là chôn nó rồi xong rồi đã hang đâu chừng 10 ngày sau mà đi vô đó sợ ít. Chú ba dám đi luôn đó hả? Đi đâu có sợ, trời ơi, đụng mà mướn ngủ tôi ngủ nữa mà. Trời. Mà nó nhắc dữ dằn lắm nha. Lúc đó là chú ba đi xe là nó có nhắc người ta chưa hay là chưa nhắc? Nó nhắc ban ngày luôn. Ban ngày đi vô đó là lượm xài đó. Chỗ đó nó có cái vườn xài. Vườn xài chừng mấy chục gốc lận. Hô là trời mưa, chuyển mưa đó ha. Là xúm nhau chừng 4-5 đứa vậy đó. Mà hồi đó đâu có đường đi vô đâu. Chung vô cái hàng rào đó nha, chung nằm sát dưới đất á. Dạ. Rồi dạch ba cái hàng rào đó chung vô, đang lượm xài. Vì chung vô đó lượm rồi đó ha. Nó đuổi. Trời ơi. Đứa nó đuổi ở đây. Linh dữ vậy. Ừ. Trời ơi, nói đụng đá nó hiện hình luôn mà. Trời ơi, nó lạnh này. Nó đuổi ha, nó đuổi cái mấy đứa này lượm xài dùng thứ mà chạy gió đó ha. Nằm xuống hốt thì không nè. Dạ. Xài dữ lắm. Vì nó đuổi. Nó đi ra hết. Ra ông ở đây rồi tao bẻ cổ hả? Cũng xài của ông nội tao không có cho ai vô đây lượm đâu. Quán hồn đi hết rồi. Chết giọt rồi, còn giữ của giữ gì hả? Ừ. Rồi mới giọt hết. Yeah. Đi về. Đi về la. Giờ cái gì thôi. Ông không có nói. Tối đời đó. Cỡ khoảng chừng 8-9 giờ. Tôi đi soi. Yeah. Vô chân mã nó soi luôn. Mà tính mình định con cái cũng có cái tinh tham vô đó soi ếch mà lại rằng mà lượm xài cũng xài nó lử đó ngư. Vô đó cũng đem cái bao theo nha, như không có ai dám đi vô đó, không ai dám vô đâu chứ qua. Ừ, không ai dám vô đâu, chỉ có mình nên là gan thôi. Mà đã đi vô vô đó thì vòng cái mã ở xung quanh mã thì không có ếch nào đó, tới chừng mà đi lại cái chân cái mã của nó đó, mà nó chôn mã nó là chôn mã đất. Trời ơi. Lại cái chân cái mã đó ra một con ếch ha, nó phải nói nó ngồi cái đầm bằng cái này gì nè. Cỡ này chú ba. Trời ơi, trời ơi, nó ngồi là muốn giáp cái này đó. Ếch ma rồi thì nó đó, nó hiện đó, con ếch bị lớn. Trời, con ếch nó theo mà đổ đó hen. Hồi nào tới giờ là chưa, từ ông già cho tới ông nội gì chục chưa ai nói là con ếch đó là chưa gặp. Cỡ chục ký nha chú ba. Con ếch đó không tới chục ký đâu, nó cũng cỡ chừng 5-6 ký thôi. Thì nó ngồi là bề ngang nó vậy nè. Dạ. Mà nó bự. Suy nghĩ
gọi đèn mà gọi cái chân nó hoài mà nó dòm mình lơm lơm mà nha. Cái thằng này dòm nó, gọi đèn nó dòm nó. Mà cái trẻ nghiệm dám đâm không chú bà? Đâm. Trời ơi, một hồi mới đâm. Một hồi cái thấy nó không nhảy mà nó dòm mình. Mình đằng này mình dòm nó. Khi mà chú bà thấy con ếch to vậy trong bụng chú bà nghĩ như thế nào? Nghi. Nghi ha. Ờ, nghi không phải là con ếch mình. Nhưng mà biết con ếch này là ếch ma. Cũng phải đâm. Phải đâm. Đâm cho nó sợ. Ừ. Thì là suy nghĩ rồi xong xuôi nó như vậy là mày nhát tao phải không? Đây nè, tao chơi với mày nè. Tao không sợ mày đâu. Là cái chĩa đâm mà dùng chĩa bằng kẹo dù. Đâm ngay chân nó rồi trúng nó rồi ha. Rồi nó dặn ngang vậy đó ha. Rồi nó mất tiêu luôn. Không thấy nó nhảy. Mà cái chĩa gãy mất tiêu rồi. Nó lấy cái mũi chĩa mất rồi. Lấy mũi chĩa đi luôn. Ờ đi luôn. Sẽ đó. Rồi còn cán không à. Cái buồn này. Rồi đâu có chĩa đâu mà đi đâm. Rồi gì à. Lỗi về cái ông già ông nói mày làm ếch có con gì không? Trời ơi thôi ông ơi. Mới kể cho ông nghe. Tôi gặp con ếch rồi con nhỏ này nó nhát tôi mà nó ngồi trên núm mã nó. Mà con ếch bự lắm. Tôi mới đâm. Là tôi đâm nó rồi đó ha, là cái chĩa nó lấy cái chĩa rồi, giờ còn cái cán kìa. Dạ. Đó. Rồi người nữa vậy thì lo cũng bu lô bu la gì buồn ngủ rồi vô buồn ngủ. Vô buồn ngủ mà hồi đó khổ lắm. Ngủ quá. Trong gia đình không có được cái mền. Lấy chiếu này là đắp nè. Yeah. Rồi chú ba khi mà ông về ông dám lượm xài không chú? Bỏ luôn đâu có lượm. Không dám lượm xài. Ở ba gặp con ếch có gặp con bà đó không? Thì con ếch là nó đó. Chú ba không có thấy hiện hình, chỉ thấy con ếch thôi à. Ờ thấy con ếch thôi chứ không thấy nó hiện hình. Mình mới đâm nó rồi mới mất luôn. Yeah. Mất luôn nó lấy luôn cái mũi chỉ đó rồi con ếch nó không có. Giống như là bà không có hiện hình, bà hiện con ếch thôi. Không, nó không hiện hình. Chỉ hiện con ếch cho mình sợ đó. Vậy chú ba đó giờ chưa gặp bả luôn hả? Gặp bả lần nào chưa? Gặp. Sau này mới gặp. Dạ. Rồi để kể tới cho mình nghe mới gặp này. Dạ. Mới về nhà cũng giấc đó cũng cái 9-10 giờ rồi thôi buồn ngủ mà lúc đó mình còn trai mà. Buồn ngủ sớm lắm. Chung vô buồn ngủ rồi độ khoảng giấc đó là cũng cỡ là 10 giờ 11 giờ. Mới mắc đái gì? Mới chung ra đái. Chung ra đái thì nhà đó cái cao lắm, có thể là cái sàn đứng giới vậy nè. Có cái cầu thang bằng cây. Yeah. Các cái nhà sàn cao vậy đó hả? Ừ, hồi đó tính rồi, hồi đó năm 70 năm 68 còn ngập chạy lũ ha. Rồi lũ á. Rồi mới là bò lết ra đang mà đi đáy. Mới vừa lết xuống cầu thang vậy đó. Bởi vì cái nhà hồi đó cũng lớn vậy nè. Rồi ngủ trong gia đình thì ngủ chỗ này. Yeah. Rồi bò ra đó. Lết không gặp nó đứng ngay chân đầu cầu thang. Trời ơi, lại tới nhà mình luôn hả? Lại tới nhà luôn. Ông đâm nó mà, ông đâm bây giờ mình đâm nó đó rồi mà nó tính lại nó trả thù. Nghe nói nổi ốc à. Rồi mới đứng cái cầu thang đó, mới thấy nó đi. Mới thấy nó đứng chần chần vậy đó. Mới lết vô mà ve gì không nha. ve vô mùng. Thì cái cầu thang đó với cái mùng nó nằm đâu chỗ này vậy nè. Dạ. Mới lết vô mới chung vô mùng, dở mùng, chung vô. Thì ông già bà già thì ngủ hết rồi. Rồi chung vô nằm xuôi còi nè, đưa cái giò ngay ra ha. Xuôi còi vậy. Lấy chiếu đắp lại. Lúc đó có la không chú bà? Chưa có la. Không dám la hả? Chưa có la. Rồi khi mở mắt nha, nằm ngửa vậy nè, mà giòn cái chân cầu thang đó, thấy ở dưới nó bước lên. Trời ơi, nó hiện hình cũng như người ta mình mà. Sừng tóc gáy gì? Nó bước lên, lại là nó ngồi cái chân cái giò này nè, ngồi cái chân giò tôi này nha. Nó ngồi dòm hổng xuống, nó mở mắt mà dòm thấy lỗ nặng mà. Cái nó dở mùng, hai tay nó dở mùng gì nó chồng lên trên đầu nó. Bị đắp chiếu đâu có phủ trên đầu. Cái chiếu nó cũng có nó ở đây. Đó. Nhưng mà anh phụ dò thì thấy nó ha, thấy nó là dở mùng lên gì, nó chồng lên đầu nó ngồi chồng hổng ha. Nó nắm giò. Nắm giò nó kéo. Trời ơi. Có thể nó nắm cái giò kéo xuống là chừng một gan gì nè. Lóc la lên, ông già bà già ngủ chung mùng mà, mới la lên, ba ơi, ma nó nắm giò tôi. Cái ông bà mà bật người gì, ông mẹ, mày ngủ ban đêm, mày nằm thấy mơ màng, chim bao bậy bạ con, mới rõ ràng, nói, mới kể cho ông, nó đứng ngay chân cầu thang á. Là lúc đó là mất đái luôn á. Không có đái nữa. Sợ rồi. Đái quần luôn. Sợ rồi. Lúc đó là mất đái luôn, không có đái nữa. Chú bà thấy nó là nó bằng áo trắng hay là áo gì? Đen. Áo đen. Nó bằng nguyên một đồ đen.
Mà thấy có bầu không? Còn có bầu thôi là đâu thấy bầu, mới có 2-3 tháng bầu đâu rồi đâu. Rồi mới kể cho ổng bả nghe, hen mi là từ mà gặp nó cái chân cầu thang đó cho tới mà nó bước lên mà nó chồng cái mụn lên đầu nó mà nó nắm vợ tụi nó kéo. Mà nói vậy đó mà ông già bây giờ không tin. Mới kể ra cái vụ mà hồi giấc đầu hôm tôi đi làm ếch là cũng nó nữa. Yeah. Tôi làm con ếch đó. Khi mà ông già bà già thức thì là con ếch nó biến mất tiêu không? Bả đâu cái nó hiện hình đó là mất rồi. Bả đâu có thấy vậy, bả thấy được. Ông bả đâu thấy, ông bả thì đang ngủ. Rồi mình khi nào mà nó nắm giò mình la lên rồi nó mất rồi đó. Rồi nó không còn ở đó nữa. Tính ra chú Ba hồi xưa giờ tới gặp ma chắc nhiều lắm hả chú Ba? Gặp thì nhóc chân nhá. Chú Ba ở ngay giữa đồng mà không có nhà cửa hết trơn mà. Nhiều khi mà mình đi, một là đi dân câu nè, đi cắm câu nè, đi mà đập chuột nè. Dạ. Cái đủ môn mà. Chú Ba đi cắt lúa có bao giờ gặp ma chưa? Đi cắt lúa, đi cắt bằng ngày đâu có vô gặp ma đâu. Lúa mùa mình cắt bằng đêm á đó. Đó, cắt bằng ngày. Dạ. Đó lúa mùa, ví dụ như khi khoảng chừng 4-5 giờ sáng mới cắt, mới thấy đường mới cắt chứ đâu có mà cắt sớm. Vậy chú Ba còn cái câu chuyện nào mà là mình đi ngoài đồng ruộng hay mình làm gì mình gặp ma đó mình có kể cho bà con nghe luôn. Cái tiếp tục cái video mới đi ha. Chưa, câu chuyện này chú Ba kể chưa hết mà. Hết cho chú Ba. Chuyện này hết chưa? Chuyện đó thì kể như là hết đi. Giống như là mình gặp rồi. Bây giờ mình gặp nó, bây giờ nó nhát mình rồi trong lúc đó rồi. Ờ, nó tỉnh vậy là có như là giấc mơ vậy ha. Rồi qua đêm sau nha, qua đêm sau nó nhắc nữa. Qua đêm sau á, qua đêm sau đi bắt cóc ngoan cố dữ à. Tại vì nó hặn chú Ba đó. Ừ, bị đâm á. Hặn không đi đó. Đi bắt cóc nha, đi bắt cóc mà đó là lại sau này có đèn mới xong rồi mà đi bắt theo đường lộ vậy đó, mà trời đứng trần không có một miếng gió nào hết, là ngay chân cái mã của nó đó, ví dụ như mã nó ở mép này mà đi bắt cóc bên kia kìa. Nghe ở trên chảnh hay nghe rớp, quất một cái anh ở dưới sông. Cái mới nói với ông hôm nay, rồi, nó nhắc mình nữa, nó nhắc nữa. Rồi xách cái đèn xuống cái cầu, xuống ở cầu bến nhà người ta đó ha. Xuống rồi coi phải cái cây gáo nó gãy không. Ý cũng như là mình lên mình mé cái đọt gáo mà nó ngã xuống dưới sông gì đó. Quất một cái anh, mà phóng xuống gọi đèn coi thì không có sóng, không có sóng gió gì hết. Mấy nơi nói với ông hồi này nơi nó nhát nữa rồi đó, bây giờ là nó đâu mày cô linh dữ ha, còn đó quá linh cô ông mới nói thôi gì ông sợ ma lắm, ông nói thôi gì ôi sợ xíu gì đụng nó hiện hình, tôi còn không sợ nữa, đừng nói mà cái vụ đó mà nhầm nho gì tôi. Rồi mà từ đó về sau là chú Ba có về lại mà lụm xài hay là đâm ếch tại cái khu vực rồi lụm xài ban ngày hoài ha, ban đêm mà dám đi nữa không chú Ba? Ban đêm thì không có đi. Tại vì gặp hai lần luôn mà. Ban ngày thì ví dụ như có mưa giông gió đó ha, rồi chạy riết rồi đó. Bởi vì cái chỗ mà cái mã của nó đó mà vô cái nhà của tôi đó nó chừng 500 thước rồi. Mà đi tắt đường đồng vậy. Bị rất là đó lúa mùa rồi đi đó là tới vườn đó rồi. 500 thước. Chừng 500 thước là tới vườn đó rồi. Bởi vì nó có được có cái dân đồng, có mấy đất lúa mùa. Hôm nay mà hô là trời chuyển mưa rồi đó hang, là hú với nhau ở xóm á, dùng cái chân bạn mình á đi vô đi lượm xài. Rồi cái thời gian chừng nào mà cái người đó mới không còn nhát nữa chú ạ? Thời gian sau này cũng lâu lắm, nhưng mà nó cũng có nhát mà điều ai nhẹ mới bị nhát. Nhẹ không dí mới. Nhẹ không dí mới nhát mà là... vô đó nó mới nhát. Còn một thời gian sau nữa con bỏ một khúc nha. Nó về nhà nó bà già nó lúc đó là coi như là thời gian cũng hơi lâu rồi, nó về nhà nó vô nhà nó kêu bà già nó mở cửa. Trời ơi, bà già nó nói mày chết rồi mà mày về đây mày phá phái gì mà mở cửa, nói thì bà mở cửa đi tôi vô. Bà đâu dám mở cửa, rồi kêu bà, nó kêu quả giết rồi bà không mở cửa rồi nó mất. Sáng bà la dậy, bà nói là con bà nhỏ con gái mà nó chết nó về nó kêu cửa bà đó. Là ừ. Ai cũng ớn, ai cũng sợ, nghe nói là lạnh nóc rồi. Lạnh nóc luôn, giận tóc dữ, giận tóc gáy, bởi vì nó là cũng như nó chết quan đi mà nó còn con gái mà nó có chữa nữa, rồi chữa mà có chữa quan đó, cái điều mình muốn làm mà chưa làm được.
muốn đẻ con rồi mà chưa đẻ được mình mắc rồi nên nó... con gái mà nó có chữ quan là nó linh chứ. Dạ đúng chứ không phải là nó không linh đâu, có thể là nó bắt hồn mình được nha, nó hiện hình nó bắt mình được đó. Bởi vì hồi đó đó mấy ông lớn mấy ông kể cho mình, nếu mà dù mày nhẹ bao nhiêu mà mày gặp nó hay gặp con ma mà nó hiện hình ha, mà nếu mà mày chống cỡ với nó là nó bắt hồn mày. Thì một cái thứ nhất là nó bắt hồn mình là bệnh hoạn, hay là mình đau một thời gian là chết. Bắt hồn mình là bắt cái hồn khác chứ không phải là bắt hết hồn mình. Là bắt cái hồn mình á. Mình vẫn còn nó nhập mình, vô. Mình vẫn còn bình thường nhưng mà mình thay đổi thôi hết nó bắt cái hồn của mình á. Là cái gì một là thứ nhất là đầu tiên là mình đau bệnh nè. Mình tới ba cái hồn. Đó, đau bệnh rồi bắt đầu nó rút mình lần rồi nó bắt mình chết luôn. Cái như một à. Ngày một còn xương với da không đó, còn cũng như xì ke vậy đó. Dạ. Thôi vậy cũng kết thúc cái câu chuyện này ha chú bạn. Câu chuyện đó gãy như hết đi. Chờ bà con đón xem cái câu chuyện tiếp theo ha.